Chào mừng các em đã đến với trang lời giải hay.com. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em học và trả lời câu hỏi bài tập bài 8 tổng và hiệu hai lập phương. Trang 37 sách giáo khoa toán 8 kết nối tri thức. Chúng ta cùng ghi bài. Bài 8 tổng và hiệu hai lập phương. Trang 37 sách giáo khoa toán 8 kết nối tri thức. Chúng ta sẽ cùng đến với bài toán mở đầu. Bạn tròn nói là tớ viết được đa thức x mũ 6 cộng y mũ 6 dưới dạng tích đấy. Còn bạn là vuông thì đang không biết bạn tròn làm như thế nào. Vậy sau bài học ngày hôm nay chắc chắn là chúng ta sẽ viết được đa thức x mũ 6 cộng y mũ 6 dưới dạng tích. Vậy thì chúng ta sẽ cùng vào bài ngay. Phần 1 nhỏ tổng hai lập phương. Chúng ta cùng đến với hoạt động 1. Với hai số AB bất kỳ, thực hiện phép tính A cộng B nhân với A bình trừ AB cộng B bình. Chúng ta sẽ cùng thực hiện phép tính nhân hai đa thức A cộng B nhân với A bình trừ AB cộng với B bình. Nào, lấy từng hạng tử ở đa thức đầu tiên nhân với các hạng tử ở đa thức còn lại. Vậy cô lấy A nhân lần lượt với các hạng tử còn lại. Cô được A mũ 3 trừ đi A bình B cộng với AB bình cộng với lấy B, tiếp tục lấy B nhân với A bình thì cô sẽ viết là A bình B nhé. Luôn luôn viết A trước B sau để cho tí nữa chúng ta rút gọn cho dễ. Trừ đi AB bình và cộng với B mũ 3. Chúng ta cùng thu gọn này, A mũ 3 giữ nguyên. Chúng ta có trừ A bình B và cộng A bình B là hết. AB bình trừ AB bình là hết. Vậy chúng ta còn lại là B mũ 3. Hoạt động 3 yêu cầu chúng ta rút ra liên hệ giữa A mũ 3 cộng B mũ 3 và A cộng B nhân A bình trừ AB cộng với B bình. Rồi, vậy thì chúng ta thấy rằng là hai cái đa thức này là bằng nhau đúng không? Vậy chúng ta rút ra kết luận. Vậy A mũ 3 cộng với B mũ 3 sẽ bằng với A cộng B nhân với A bình trừ đi AB cộng với B bình. Và với A lớn, B lớn là hai biểu thức tùy ý thì ta luôn có A mũ 3 cộng B mũ 3 bằng tích của A cộng B nhân với A bình trừ AB cộng B bình. Chúng ta cùng đến với ví dụ 1. Ví dụ 1 yêu cầu viết đa thức sau dưới dạng tích. Chúng ta có x mũ 3 cộng 8. 8 thì chúng ta sẽ phải đưa về là 2 mũ 3 trước đã để đưa được đúng về dạng là A mũ 3 cộng với B mũ 3. Vậy áp dụng đúng hàng đẳng thức ta được là x cộng 2 nhân với x bình trừ 2x cộng 4. Các bạn lưu ý về dấu nhá. Cộng này, trừ này, cộng này. Rồi, tương tự với câu B, 8x mũ 3 cộng y mũ 3. Chúng ta thấy rằng là có 8x mũ 3, vậy chúng ta phải đưa về 2x tất cả mũ 3. Đấy, bước này quan trọng này, 2x tất cả mũ 3. Sau khi đưa được về dạng a mũ 3 cộng b mũ 3 rồi thì chúng ta áp dụng đúng theo hàng đẳng thức là ra. Với ví dụ số 2 là ví dụ về rút gọn biểu thức sau. Chúng ta thấy rằng là câu A là x cộng 3 nhân với x bình trừ 3x cộng 9 trừ đi x mũ 3. Có thể bạn nào nhanh thì đã nhìn ra được ngay đây là hàng đẳng thức rồi đấy. Còn bạn nào chưa nhìn ra thì theo dõi theo từng bước làm của cô nhá. Các bạn nhìn này, x cộng 3 đây chính là A cộng B này. Còn đây là A bình trừ AB cộng với B bình. Đấy, vậy đây chính là hàng đẳng thức là x mũ 3 cộng với 3 mũ 3. Rồi, được chưa nào? Sau đó còn trừ x mũ 3 thì chúng ta viết nguyên lại. Vậy là trừ x mũ 3. Thu gọn thì chúng ta thấy rằng có x mũ 3 trừ x mũ 3 là hết. Vậy còn lại 3 mũ 3 bằng 27. Vậy kết quả rút gọn của câu A là 27. Tương tự với câu B thì chúng ta thấy rằng là 3x cộng y nhân với 9x bình trừ 3xy cộng y bình. Dựa trên cách cô hướng dẫn các bạn ở câu A thì chắc chắn là có nhiều bạn đã làm được câu B này một cách rất là nhanh rồi đúng không?
chúng ta lại sử dụng hàng đẳng thức là 3x tất cả mũ 3 cộng với y mũ 3. Còn đằng sau các bạn giữ nguyên, vậy ta được 3x tất cả mũ 3 này cộng với y mũ 3. Đây là phần hàng đẳng thức này. Còn đằng sau giữ nguyên trừ y mũ 3 trừ 26x mũ 3. Thu gọn thì chúng ta thấy rằng là 3x tất cả mũ 3 thì bằng 27x mũ 3. Rút gọn với trừ 26x mũ 3. Còn y mũ 3 trừ y mũ 3 là hết này. Vậy chúng ta còn lại là x mũ 3. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thực hành bài toán với luyện tập 1 nhé. Luyện tập 1 yêu cầu viết x mũ 3 cộng 27 dưới dạng tích. Vậy trước tiên chúng ta sẽ phải đưa về dạng của hàng đẳng thức đã đúng không? Vậy 27 thì cô sẽ viết thành là 3 mũ 3. Vậy cô sẽ bằng là x cộng 3 này, đây là a cộng b nhân với a bình là x bình trừ đi tích của x nhân 3 là 3x cộng với 3 bình phương là 9. Ở câu 2. Câu 2 yêu cầu rút gọn biểu thức, vậy chúng ta sẽ cùng viết nha. X mũ 3 cộng với 8 y mũ 3 trừ đi x cộng với 2y nhân với x bình trừ đi 2xy cộng với 4y bình bằng này. Phần x mũ 3 cộng với 8y mũ 3 cô giữ nguyên. Trừ đi. Phần đằng sau cô sẽ xem nó là hàng đẳng thức gì nhá. Chắc hẳn là nhiều bạn đã nhìn ra hàng đẳng thức rồi đúng không nhỉ? Đó là x mũ 3 cộng với 2y tất cả mũ 3. Vậy cô sẽ viết là 8y mũ 3. Rồi, đến đây chúng ta thấy rằng là có phép trừ và chúng ta sẽ phải bắt buộc để dấu ngoặc vào. Đừng bạn nào viết luôn mà không có ngoặc nhá, là sẽ bị sai đấy. Đây cô sẽ viết để ngoặc tròn thôi. Đến bây giờ chúng ta sẽ cần thêm một bước là phá ngoặc. X mũ 3 cộng với 8y mũ 3 trừ x mũ 3 trừ 8y mũ 3. Đến đây thì các bạn thấy ngay kết quả nó bằng bao nhiêu nhỉ? Kết quả bằng không, bởi vì tất cả đã rút gọn cho nhau hết rồi. Vậy cô sẽ có bằng x mũ 3 trừ đi x mũ 3 này cộng với 8y mũ 3 trừ đi 8y mũ 3, kết quả bằng 0. Chúng ta cùng đến với mục 2 nhỏ, hiệu hai lập phương. Với hai số bất kỳ, viết a mũ 3 trừ b mũ 3 dưới dạng là bằng a mũ 3 cộng với trừ b tất cả mũ 3 và sử dụng hàng đẳng thức để tổng hợp và sử dụng hàng đẳng thức tổng hai lập phương để tính a mũ 3 cộng với âm b tất cả mũ 3. Rồi chúng ta sẽ cùng làm nhá. A mũ 3 cộng với trừ b tất cả mũ 3 bằng này. Viết đúng công thức là a cộng với âm b. Đây là a cộng b này nhân với a bình là a bình luôn trừ đi a nhân với âm b cộng với âm b tất cả bình, tức là chúng ta có chỗ nào có b thì chúng ta thay bằng chữ trừ b thôi. Rồi đến đây cô thu gọn nhé, cô được a trừ b nhân với a bình này trừ đi a nhân trừ b là cộng ab và cộng với âm b tất cả bình thì bằng b bình. Vậy chúng ta nhận xét gì về quan hệ giữa a mũ 3 trừ đi b mũ 3 và a trừ b nhân với a bình cộng với ab cộng b bình nhỉ? Dễ dàng thấy cho là chúng bằng nhau. Vậy với a lớn b lớn là hai biểu thức tùy ý thì ta sẽ có a mũ 3 trừ b mũ 3 bằng a trừ b nhân a bình cộng ab cộng b bình. Đấy, chúng ta lưu ý về dấu nhá. Đây là trừ này thì đây sẽ là trừ và đây sẽ là cộng. Còn đây thì luôn luôn là dấu cộng. Chúng ta cùng đến với ví dụ 3 để xem về cách làm bài nhé. Ví dụ 3, viết các đa thức sau dưới dạng tích. Cô có x mũ 3 trừ 1 thì chúng ta sẽ đưa về là x mũ 3 trừ đi 1 mũ 3. Và khai triển đúng hàng đẳng thức là x trừ 1 nhân với x bình cộng với 1 nhân x thì là x và cuối cùng là cộng 1. Cuối cùng 8x mũ 3 trừ y mũ 3 được như sau.
8x mũ 3 cô sẽ viết thành là 2x tất cả mũ 3. Vậy chúng ta khai triển tương ứng với hàng đẳng thức 2x mũ 3 trừ đi y mũ 3 được là 2x trừ y này nhân với 4x bình cộng 2x y cộng y bình. Ở ví dụ số 4. Ví dụ số 4 thì yêu cầu rút gọn biểu thức sau, chúng ta sẽ cùng xem nhé. Về phần rút gọn thì ta thấy rằng là x trừ 3 nhân với x bình cộng 3x cộng 9 chính là một hàng đẳng thức. Hàng đẳng thức gì nhỉ? X mũ 3 trừ đi 3 mũ 3. Đấy, x mũ 3 trừ đi 3 mũ 3. Còn cái phần trừ x mũ 3 đằng sau thì các bạn giữ nguyên. Đến đây thì tính toán và thu gọn ta được là x mũ 3 có thể rút gọn được với trừ x mũ 3 đằng sau. Đây, 2x mũ 3 trừ đi cho nhau này. Và 3 mũ 3 thì chúng ta tính bằng 27. Vậy kết quả là bằng trừ 27. Ở câu B thì các bạn cũng dễ dàng nhìn ra được là đây chính là hàng đẳng thức đúng không? 2x trừ y nhân với 4x bình cộng 2x y cộng y bình là hàng đẳng thức 2x mũ 3 trừ đi y mũ 3. Còn tất cả phần đằng sau các bạn giữ nguyên. Tính toán và thu gọn thì chúng ta sẽ được là 8x mũ 3 trừ 7x mũ 3. Còn y mũ 3 trừ y mũ 3 là hết. Vậy kết quả còn lại cuối cùng là x mũ 3. Chúng ta cùng đến với luyện tập 2. Phần này chúng ta sẽ phải tự làm đấy nhá. Nào, cùng làm với cô. Câu 1. Viết đa thức x mũ 3 trừ 8 dưới dạng tích. X mũ 3 trừ 8 bằng này. Trước tiên các bạn phải đưa về hàng đẳng thức đã. Đấy là bằng x mũ 3 trừ đi 2 mũ 3. Rồi đến đây khai triển nào. X trừ 2 nhân với x bình cộng 2x và cộng với 4. 4 là 2 bình phương. Cô có như sau. 3x trừ 2y nhân với 9x bình cộng 6xy cộng với 4y bình cộng 8y mũ 3 bằng này. Chúng ta thấy ngay đây là hàng đẳng thức gì nhỉ? 3x tất cả mũ 3 trừ đi 2y tất cả mũ 3. Còn đằng sau cộng với 8y mũ 3 giữ nguyên. Bằng 27x mũ 3 trừ 8y mũ 3 và cộng 8y mũ 3. Rút gọn đi ta được kết quả là 27x mũ 3. Vậy là xong phần luyện tập số 2 nhá. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục với phần vận dụng giải quyết tình huống mở đầu. Rồi chúng ta sẽ quay lại tình huống mở đầu để xem nào. Bây giờ các bạn hãy suy nghĩ xem làm thế nào để đưa được x mũ 6 cộng với y mũ 6 về tích nào. Chúng ta vừa học hàng đẳng thức rồi, vậy cô gợi ý các bạn là hãy áp dụng hàng đẳng thức chúng ta vừa học để làm. Bằng này, phải đưa về hàng đẳng thức là tổng hai lập phương đúng không? Vậy thì x mũ 6 cô phải tách ra thành là x bình tất cả mũ 3. Còn y mũ 6 thì cô sẽ viết là y bình rồi tất cả mũ 3. Vậy ta coi như x bình là A lớn và y bình là b lớn để chúng ta sử dụng hàng đẳng thức a mũ 3 cộng với b mũ 3 ta được kết quả này. X bình cộng với y bình nhân với x bình tất cả bình là mũ 4 trừ đi x bình y bình cộng với y mũ 4. Vậy là chúng ta đã thỏa mãn đưa được biểu thức x mũ 6 cộng y mũ 6 về dạng tích. Và các bạn lưu ý rằng là những hàng đẳng thức chúng ta vừa học được ở trên ở những bài học vừa qua là những hàng đẳng thức thường xuyên được sử dụng và biến đổi trong sử dụng trong biến đổi đại số nên chúng ta còn gọi đây là các hàng đẳng thức đáng nhớ và ở đây chúng ta có 7 hàng đẳng thức đáng nhớ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần bài tập. Đầu tiên bài 2.12. Viết các biểu thức sau dưới dạng tổng hay hiệu hai lập phương. Chúng ta cùng đến với câu A luôn nha. Cô có x cộng 4 nhân với x bình trừ đi 4x cộng 16. Thì các bạn thấy ngay rõ ràng là nó bằng x mũ 3 cộng với 4 mũ 3 là bằng x mũ 3 cộng 6x.
64. Câu B. 4x bình cộng 2xy cộng với y bình nhân với 2x trừ y. À, viết hơi ngược một chút. Bây giờ để dễ dàng hơn thì cô sẽ đảo ngược lại thành là 2x trừ y này nhân với 4x bình cộng 2xy cộng với y bình. Vậy đến đây viết như thế này chắc hẳn là nhiều bạn sẽ có nhiều hơn các bạn tìm ra được hàm đẳng thức đúng không? Vậy đây là hàm đẳng thức 2x tất cả mũ 3 trừ đi y mũ 3 và nó sẽ bằng 8x mũ 3 trừ đi y mũ 3. Bài 2.13 yêu cầu là thay dấu hỏi bằng biểu thức thích hợp. Chúng ta có, cô viết lại đề bài này. Câu A. X mũ 3 cộng với 512 sẽ bằng. Thứ nhất người ta viết thành là x cộng 8 rồi. Vậy đằng sau là x bình trừ đi một cái gì đó và cộng với 64. Theo đúng hàm đẳng thức thì là gì nhỉ? A cộng B nhân với A bình trừ đi AB cộng với B bình. Vậy ở giữa sẽ là tích của A nhân B. Mà ở đây chúng ta thấy rằng A là chữ x này, B là số 8. Vậy tích của A nhân B là 8x. Vậy các bạn điền được ở đây là 8x. Với câu B chúng ta có 27x mũ 3 trừ 8y mũ 3 bằng một dấu hỏi rồi cộng với 2y nhân với một dấu hỏi nữa cộng với 6xy cộng với 4y bình. Nào, hàm đẳng thức là A cộng A trừ B, chỗ này cô viết là dấu trừ nhá. A trừ B này nhân với A bình cộng AB cộng với B bình. Vậy đến đây chúng ta thấy rõ ràng B là bằng 2y. Thế còn A là bao nhiêu? Ở đây chúng ta chưa biết này. Ở ô trống đầu tiên chưa biết, ở ô trống thứ hai cũng chưa biết. Nhưng chúng ta biết được tích của A nhân B là 6xy. A nhân B là 6xy. Mà B thì là 2y. B là 2y. Vậy thì đương nhiên phần A sẽ là gì nhỉ? Lấy 6xy chia cho 2y. Thì chúng ta sẽ còn lại là 3x. Vậy thì ở đây A của mình sẽ là 3x. Vậy thì ở đây A bình sẽ là 9x bình. Tiếp tục với bài 2.14. Bài toán yêu cầu viết đa thức sau dưới dạng tích. Câu A, đây chính là khai triển hàm đẳng thức đây. 27x mũ 3 cộng với y mũ 3 bằng này. Trước tiên ta phải đưa 27 về thành là 3x tất cả mũ 3 cộng với y mũ 3 bằng, bây giờ áp dụng hàm đẳng thức là bằng 3x cộng y nhân với 9x bình trừ đi 3xy cộng với y bình. Câu B. X mũ 3 trừ đi 8y mũ 3. Các bạn cũng phải đưa về dạng hàm đẳng thức là x mũ 3 trừ đi 2y tất cả mũ 3 bằng này. Nhớ chú ý dấu nha. X trừ đi 2y nhân x bình cộng 2xy cộng với 4y bình. Chúng ta cùng đến với bài 2.15. Rút gọn các biểu thức sau. Cô viết lại đề bài x trừ 2y nhân với x bình cộng 2xy cộng với 4y bình. Cộng với x cộng 2y nhân với x bình trừ 2xy cộng với 4y bình. Chúng ta cùng xem nhá. Bạn nào mà tinh mắt và phân tích nhanh thì chúng ta thấy rõ ràng đây là hàm đẳng thức đúng không? Vậy thì ở đằng trước là hàm đẳng thức x mũ 3 trừ đi 2y tất cả mũ 3 cộng với này. Còn phía đằng sau này thì chúng ta thấy rõ ràng đây là hàm đẳng thức gì nhỉ? X mũ 3 cộng với 2y tất cả mũ 3 bằng này, thu gọn nhá. X mũ 3 cộng x mũ 3 các bạn viết chung vào một ngoặc. Cộng với âm 2y mũ 3, vậy cô sẽ viết là trừ 8y mũ 3. Còn đằng sau này thì là 8y mũ 3. Vậy rút gọn chúng ta được kết quả cuối cùng là 2x mũ 3. Rồi, vậy là hôm nay cô đã hướng dẫn
Các em học và làm các bài tập của bài 8 tổng và hiệu hai lập phương ở trang 37 sách giáo khoa toán 8 kết nối tri thức. Các em hãy truy cập thêm vào trang lời giải hay.com để xem thêm các bài giảng hay nữa nhé. Hẹn gặp các bạn ở bài học tiếp theo.